Xin chào các bạn quay lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn chính là người thầy của tâm trí bạn. Sau những video về chủ đề luật hấp dẫn và lòng biết ơn, tôi nhận được rất nhiều lượt xem, tương tác từ cộng đồng. Hôm nay tôi tiếp tục làm thêm một video về chủ đề này. Nếu bạn tin vào các quy luật vũ trụ và tâm linh, chắc chắn bạn xem hết video này bạn sẽ hiểu và tin tưởng hơn nữa. Chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về 5 điều bạn nên loại bỏ ngay trong nhà của mình vì chúng thu hút sự nghèo nàn và tình trạng trì trệ. Rất quan trọng là bạn phải chú ý một cách kỹ lưỡng đến thông tin mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Nếu bạn đang bế tắc và mọi thứ bạn muốn chỉ đạt được một nửa, có thể do một hoặc nhiều trong 5 điều mà tôi sắp giải thích dưới đây. Tôi sẽ giải thích chi tiết về những điều này và tại sao bạn nên loại bỏ chúng khỏi nhà của bạn. Điều này rất quan trọng và bạn cần phải thực hiện điều này ngay. Trước tiên, bạn cần hiểu rằng mọi thứ tồn tại trong thế giới đều là năng lượng, từ bản thân bạn cho đến mọi đồ vật bạn có trong nhà. Năng lượng có thể đẩy bạn đi lên hoặc ngăn bạn lại, ngăn bạn đạt được mục tiêu. Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu chú ý đến mọi vật mà tôi sở hữu trong nhà và phát hiện ra rằng nhiều trong số chúng có liên quan đến quá khứ của tôi. Khi tôi loại bỏ chúng, tôi bắt đầu tạo ra những phép màu trong cuộc sống mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng. Hãy dành vài phút cho bản thân bạn, hãy chú ý vì thông tin này vô cùng mạnh mẽ. Nếu bạn thực hiện đúng, bạn cũng sẽ chứng kiến những phép màu xảy ra. 5 điều mà tôi sẽ nêu rõ dưới đây liên quan đến nguyên tắc của sự rung động. Hãy bắt đầu với điều đầu tiên bạn nên loại bỏ khỏi nhà bạn. Điều đầu tiên là những bộ quần áo bạn không còn mặc nữa. Khi bạn mua một món đồ, lúc đó nó mang một năng lượng cụ thể dựa trên tình huống xảy ra. Chắc chắn bạn đã từng mua một bộ quần áo mà bạn yêu thích và thường xuyên mặc, nhưng đột nhiên bạn ngừng sử dụng nó. Bạn biết tại sao bạn ngừng sử dụng nó không? Đó là bởi vì bạn đã thay đổi. Hãy nhớ rằng chúng ta liên tục thay đổi và những gì bạn thích hôm qua có thể không còn phù hợp với bạn hôm nay. Bộ quần áo mà bạn bỏ mặc chứa đựng năng lượng của quá khứ, không còn phù hợp với năng lượng hiện tại của bạn. Không giữ lại những bộ quần áo mà bạn không còn mặc nữa, chỉ giữ lại những bộ quần áo mà bạn yêu thích, mặc thoải mái, là những món đồ ưa thích và khi bạn nhìn thấy mình trong gương, bạn cảm thấy vui vẻ. Các món đồ còn lại có thể ủng hộ tình nguyện nếu còn trong tình trạng tốt, hoặc loại bỏ nếu đã không còn sử dụng được. Tuy nhiên, trước khi chia tay với những món đồ này, tôi sẽ yêu cầu bạn thực hiện một bài tập quan trọng. Bạn sẽ nắm giữ món đồ đó trong tay và bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nói: cảm ơn vì những khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ và thời gian chúng ta đã trải qua cùng nhau. Bạn biết tại sao tôi yêu cầu bạn làm điều này không? Bởi vì món đồ đó mang trong mình năng lượng và nó cần hoàn thành chu kỳ của nó và nói lời chia tay với lòng biết ơn. Khi bạn mặc nó, chắc chắn nó đã mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời cho bạn. Điều thứ hai là những vật bị hỏng. Có thể là một dụng cụ nhà bếp, một vật trang trí như một bình hoa, gương, bức tranh hoặc bất cứ thứ gì khác bạn có trong nhà. Hãy nhớ rằng ngôi nhà của bạn là ngôi đền của bạn và bạn phải chăm sóc nó. Nếu một thứ gì đó bị hỏng, bạn không nên cố gắng sửa nó bằng cách dán lại. Nó đã bị hỏng rồi và việc giữ lại một thứ hỏng trong ngôi nhà của bạn tương đương với việc có một tên trộm lớn và chặn năng lượng tốt đến với bạn. Bạn sẽ làm điều tương tự như với quần áo, nói lời tạm biệt với nó với lòng biết ơn vì sự phục vụ của nó mang lại và loại bỏ nó. Thứ ba là đôi giày bẩn hoặc đã hỏng. Tôi học điều này từ một trong những người thầy tâm linh giỏi nhất của tôi. Hành trình cuộc sống của bạn được hướng dẫn bởi đôi giày bạn đang mang. Bạn phải luôn giữ cho chúng sạch sẽ và trong tình trạng đẹp đẽ nhất. Khi bạn về nhà, bạn nên làm sạch chúng để năng lượng bên ngoài mà chúng mang theo không xâm nhập vào ngôi đền của bạn. Nếu chúng đã hỏng, bạn có muốn có một con đường bị hỏng trong cuộc sống của bạn không? Tôi tin rằng không. Hãy cố gắng thay thế chúng bằng những đôi mới. Đôi giày đó là những người hướng dẫn bạn hàng ngày, hỗ trợ cho trọng lượng cơ thể của bạn và hấp thụ tất cả năng lượng. Khi chúng ra ngoài nhà, hãy luôn cố gắng giữ cho chúng sạch sẽ và trong tình trạng đẹp đẽ. Thứ tư là những vật và quần áo của những người không còn ở cùng bạn, những người không còn trên mặt đất này.
ký ức chỉ nên tồn tại trong tâm trí của bạn, còn lại là năng lượng. Và nếu người đó không còn ở trong hiện tại của bạn, xin hãy để họ đi. Hãy để họ tiếp tục hành trình của họ, đừng làm gián đoạn quá trình của họ. Bởi nếu bạn làm như vậy, bạn chỉ đạt được thêm sự trì hoãn trong ngôi nhà của bạn. Chỉ nên có những thứ thuộc về hiện tại của bạn, và quá khứ đã chết, nó không còn tồn tại. Chúa Kitô đã nói, hãy để người chết chôn cất người chết của họ, theo sách Ma-thi-ô chương 8, từ câu 18 đến 22. Và điều thứ năm và cuối cùng mà bạn nên loại bỏ là sự lộn xộn. Năng lượng trong ngôi nhà của bạn nên lưu thông tự do. Môi trường của bạn càng gọn gàng, năng lượng càng luân phiên mạnh mẽ hơn. Hãy cố gắng duy trì sự gọn gàng trong nhà, mở cửa sổ để ánh sáng và không khí tự nhiên vào, không để bất cứ vật gì cản trở. Hãy cố gắng làm cho ngôi nhà của bạn thơm mát với những cây cảnh đẹp mà bạn đưa vào và cảm nhận trong trái tim rằng đó là ngôi đền của bạn, nơi mang lại niềm vui khi bạn trở về. Hãy luôn dọn dẹp giường của mình mỗi buổi sáng và cảm ơn nó đã mang lại cho bạn giấc ngủ. Hãy nhớ rằng nó cũng là năng lượng. Hãy cố gắng làm cho ngôi nhà của bạn hòa hợp nhất có thể. Điều này không liên quan đến sự xa hoa, mà liên quan đến năng lượng trong sự chuyển động, một ngôi nhà sạch sẽ và hòa hợp. Khi bạn bắt đầu áp dụng 5 điểm này, bạn sẽ cảm nhận một sự thay đổi đáng kể. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và bạn sẽ thấy những tình huống trong cuộc sống của bạn bắt đầu giải quyết. Hãy để năng lượng lưu thông và cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện hoàn toàn. Đừng chỉ tin lời tôi, hãy thử nghiệm bản thân. Có một giáo sư tâm linh tuyệt vời đã nói với tôi, nếu bạn muốn hiện tại của mình trở nên tuyệt vời, quá khứ của bạn phải chết. Hãy làm sạch ngôi nhà của bạn, loại bỏ hết năng lượng tiêu cực không còn phù hợp với bạn và bạn sẽ thấy phép màu xảy ra. Khi tôi kết thúc video này, tình trạng của ngôi nhà ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lượng và tình trạng tổng thể của chúng ta. Thật tuyệt vời khi những thay đổi đơn giản trong môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Bằng cách loại bỏ những thứ như quần áo không còn mặc, đồ vật hỏng và các vật phẩm liên quan đến người thân đã qua đời, chúng ta tạo ra không gian cho năng lượng tích cực lưu thông tự do. Điều này nhắc nhở rằng mọi thứ xung quanh chúng ta mang trong mình năng lượng, giống như một điệu nhạc giữa môi trường xung quanh và năng lượng riêng của chúng ta. Khi ta chọn một cách ý thức bao quanh bản thân chúng ta bằng những thứ phù hợp với hiện tại, chúng ta mở cửa cho những biến đổi tuyệt vời. Connie Mendez nhấn mạnh sức mạnh của lòng biết ơn khi chia tay với những đồ vật của chúng ta. Đó là cách tôn vinh vai trò mà chúng đã đóng góp trong cuộc sống và chấp nhận những chương mới đang chờ đón chúng ta. Ngoài ra, việc dọn dẹp và để chỗ cho những thứ chúng ta thực sự yêu thích và đồng cảm cũng tạo ra không gian sống hòa hợp và phong phú. Không phải là về sự hoàn hảo hay trang trí đắt đỏ, mà là về việc thu hút vào ngôi nhà của chúng ta những tia năng lượng tích cực. Cho dù là mở cửa sổ để không khí trong lành và ánh sáng mặt trời vào, thêm vào đó một số cây cảnh xinh đẹp hoặc chỉ đơn giản là giữ cho mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Bằng việc thực hiện những bước nhỏ nhưng có tác động mạnh mẽ, chúng ta mời gọi những phép màu vào cuộc sống của mình. Đó là một tác động lan truyền như hiệu ứng domino, khi chúng ta cân bằng môi trường vật lý với năng lượng. Chúng ta bắt đầu trải qua sự chuyển biến tích cực và cảm giác nhẹ nhàng. Đó là hành trình thú vị khám phá bản thân và sống một cách có ý định. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn hãy thực hiện và bắt đầu hành trình tạo ra một không gian nuôi dưỡng tinh thần và thúc đẩy tiến bộ của bạn. Hãy xem cách những thay đổi này lan tỏa vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng ngôi nhà của bạn là nơi trú ẩn của bạn và bằng cách hòa hợp năng lượng của nó, bạn đang mở cửa cho những điều tuyệt vời sẽ đến. Hãy đón nhận sức mạnh của môi trường xung quanh chúng ta, để năng lượng tích cực luân phiên và chứng kiến phép màu bùng nổ trong cuộc sống của mình. Nếu bạn thích thông tin mà tôi chia sẻ, hãy để tôi biết trong phần bình luận. Hãy bấm nút thích và nếu bạn là người mới và đang lắng nghe lần đầu tiên, tôi mời bạn đăng ký để tiếp tục xem các video về sức mạnh kỳ diệu của vũ trụ trên kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ chia sẻ cho những người bạn yêu quý để họ có sự thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn.